Chiều nay, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu và Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh trong giai đoạn hiện nay. Dự hội thảo có các đồng chí lãnh đạo các ban đảng thuộc tỉnh ủy, các chi bộ đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối cùng lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trong tỉnh. Phát biểu mở đầu hội thảo, đồng chí Dương Phương Nam, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy khẳng định, thời gian qua, cấp ủy tổ chức đảng các cấp trong tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đốn đảng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của đảng. Tuy nhiên, trong thực tế, vẫn còn một bộ phận cán bộ đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, chấp hành không nghiêm chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, nhưng chậm được phát hiện, ngăn chặn chưa kịp thời và xử lý chưa kiên quyết. Đồng chí Dương Phương Nam cũng đã đề cập một số biểu hiện suy thoái thường gặp, đó là phai nhạt lý tưởng cách mạng, xa rời tôn chỉ mục đích của đảng và vướng vào tư duy nhiệm kỳ, chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt có lợi cho mình. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa của một bộ phận cán bộ đảng viên vẫn còn diễn ra với nhiều mức độ khác nhau. Do đó, việc nhận diện và đề ra giải pháp phòng chống, bảo đảm hiệu quả, khả thi là đòi hỏi cấp bách của thực tiễn tỉnh nhà. Đó cũng là mục đích của hội thảo khoa học lần này. Hội thảo đã nhận được 65 bài tham luận của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, trong đó có 10 bài được chọn tham luận trực tiếp tại hội thảo. Nội dung các bài tham luận đã tiếp tục khẳng định quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 và kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị để đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong cả hệ thống chính trị, nhất là việc nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời đã làm sáng tỏ thêm một số nội dung về sự suy thoái của cán bộ, đảng viên trên một số lĩnh vực, cụ thể như học tập lý luận chính trị, cải cách hành chính, thu hút đầu tư, tài chính, tài nguyên môi trường, thi hành án dân sự, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Lê Hữu Buôn, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu khẳng định, hội thảo khoa học nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh trong giai đoạn hiện nay là kết quả nghiên cứu giữa lý luận và thực tiễn. Qua đó để thấy được những biểu hiện suy thoái của cán bộ đảng viên ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, có giải pháp ngăn chặn kịp thời và phòng chống hiệu quả, khả thi nhất, góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh.